chào tất cả các anh. Hôm nay nhà em mới phơi xong mẻ rễ đinh lăng khô, rất là thơm đấy ạ. Sản phẩm rễ đinh lăng thì các anh có thể ngâm rượu hoặc là pha trà, hãm trà đều được anh nhá. Từ xa xưa thì người ta đã biết sử dụng rễ đinh lăng là một sản phẩm bồi bổ sức khỏe rất là tốt. Các anh quan tâm xin vui lòng để lại số điện thoại hoặc inbox trực tiếp cho em.